chọn là con pivot không nữa nè. Hello cả nhà. Hoài cái thật tín hiệu đó đúng không hả chị ta? Coi được cái này. Chia sẻ giùm em nha. Sếp ngố hả chị cô Vinh Trần? Hay là cái gì ngố chị? Ờ quên wifi. Sếp ngố hay là cái gì ngố chị ơi? Ơn Mộng Cầm. Mộng Cầm. Có Như Vi gọi cho mình chưa ta? Gọi rồi là đi rồi á. Gọi rồi báo đi đơn là đi rồi á nè. Cô Minh Trần ơi, chị hỏi ngố gì ạ? Hoàng Ti Thạch để háo cái hối da cho nè. Có gọi gọi nhỏ không? Có gọi nhỏ không Ti Thạch? Mẹ lấy đồ quá. Em chào chị Linh Đỗ. Xét ngố thì có. Quần ngố là chỉ còn size nhỏ thôi. Ơn của Mộng Cầm ơi. Dược Thúy Hằng Nguyễn Vi Võ Tâm An. Vâng là nhỏ 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 nhỏ. Mộng Cầm đi đơn rồi nha. Có lựa thêm không? Rồi mọi người chia sẻ like giùm em nha. Bay lên hàng sale luôn. Nè con trai xuống đó ngồi đi. Mẹ con đưa xuống đây. Ở đâu? Chết mẹ rồi. Quần ngố size nhỏ là còn cỡ size 26, 27 á. 26-27 với lại 52-53 kg quay đầu vừa. Dưới 52-53 kg còn size đó không à. Ngố. Vô bao chơi luôn hả? Quỷ bi phải không? Yên bên. Hả? Bay.
cái bà nội này. Không, Nguyễn Ngọc, áo dây em mặc hết rồi. Áo dây mặc hết nha. Bé rửa mặt đi mọi người. Hôm nay bé Mai con hứng nè. Ok Trần Diệp. Ý là ủa là đơn gửi ra cho em rồi mà em kêu giữ lại hả? Phải không? Kêu giữ lại tới thứ hai đúng không? Thứ hai giao lại đúng không? Shipper nó gọi em hay là bên chị gọi chút đơn? Mấy ngày rồi nè, cảm ơn Dương Hành. Đẹp đúng không? Mai biết là đẹp mà. Tự tới 100% là đồ đẹp luôn. Rồi ok Trần Diệp. Cái con máy rửa mặt gì men nha. Mấy còn mấy cái ở dưới còn. Máy rửa mặt nha mọi người. Con này là máy rửa mặt massage nâng cơ da mặt. Đây nè, máy rửa mặt nâng cơ da mặt và massage giùm em luôn. Con về đây. Ở trên này nó có cái lớp trong chị nha. Trời ơi, rửa mặt cái da mặt nó sạch, rửa xong da mặt nó sạch và đã lắm. Đây nè mấy chị nha. Nè, ở trên này nó có cái lớp cao su non. Lớp cao su non này nó sẽ mấy chị để cái sữa rửa mặt lên đây. Khi mình rửa mặt mình để miếng sữa rửa mặt lên đây, xong mình thấm miếng nước, mình để một bít sữa rửa mặt lên đây là nó vừa tiết kiệm được, nó vừa tiết kiệm được sữa rửa mặt nè, đó mà nó vừa làm sạch sâu da mặt của mình nữa nha. Rồi đây là nó có cái nút nguồn rung lớn và rung nhẹ, rung mạnh và rung nhẹ. Rồi ở dưới đầu này á, là cái đầu mà đẩy tinh chất, hoặc là mấy chị rảnh rảnh, mấy chị buổi tối mấy chị nằm coi tivi á, mấy chị đẩy lên như vậy nè, đó cho cái da mặt của mình, cho cái nếp nhăn ngay chỗ khóe mắt á, nó căng lên, da mặt nó căng lên, nó không có bị sệ ha. Đó, cứ mình nằm mình coi tivi cái mình đẩy lên vậy nè. Hoặc là mấy chị xức kem xong mấy chị đẩy lên á, làm cho da mặt mình nó căng và nó mịn ra ha. Trời ơi, hai rất là nhiều công dụng nằm trong cái máy rửa mặt này luôn. Rồi. 69.000 cho em ơi. Chỉ duy nhất trong live hôm nay thôi nha. Chỉ duy nhất cuối tuần. Duy nhất cuối tuần trong live hôm nay 69.000 một cái. Máy này mấy chị lên Shopee nè. Shopee nè, lên những chỗ khác mua là 100 mấy một cái không mấy chị nha, toàn 100 mấy, 130, 140, 160 trở lên không à. Hôm nay em sẽ cho mấy chị, còn ý là không nhiều đâu, chị nào không được thì đừng có giận em. 69.000, chỉ duy nhất còn vài cái thôi, không có nhiều. 69.000 một cái máy rửa mặt, nâng cơ da mặt luôn ha. Rồi chốt đơn cho em mấy chị, chốt đơn cho em mã một cái hoặc là mã 69 giùm em. Chốt đơn cho em Mai ạ. Nhanh tay nha mấy chị ơi, duy nhất trong năm nay 69.000. Ok chị có bên Trần nè. Nó vừa tiết kiệm được sữa rửa mặt của mình. Mấy chị cần nặng một chút xíu rồi để lên đầu này, nó sẽ tự động nó đánh đánh cho cái bọt nó tan ra, cái bọt nó tan ra bọt nhiều lắm. Cái này nó đánh nó làm cho cái bọt tan ra rất là nhiều. Thứ nhất, thứ hai là sạch sâu nè. Nhưng những cái chỗ nào chị nào mà hay bị mụn cám, mụn đầu đen á, mụn cám màu đen á, mình rửa này, mình rửa mình đẩy lên cái lỗ mũi như thế này nè, từ từ thời gian dài mới sẽ cảm nhận được là mụn nó sẽ mất hết đó, mụn nó sẽ giảm từ từ. Ăn xong chưa con? Từ từ mới sẽ cảm nhận được là mụn nó sẽ giảm từ từ nha. Nè, đẩy lên nè, mụn á, mụn cái chỗ gánh mũi ra đẩy lên giùm em đó. Đã lắm chị ơi, rửa mặt xong da mặt nó đã cực kỳ. Tất nhiên dĩ nhiên là cái này nó phải sạch hơn, sạch hơn cái loại mà mình rửa bằng tay không 100% rồi. Có đồ bộ nha Trần Diệp. Dĩ nhiên là phải sạch hơn rất là nhiều lần là mình rửa bằng tay ha. Nó có kèm sạch trong đây luôn. Rồi, chốt đơn giùm em 69.000 một cái nha. Nguyễn Ngọc, cô bên Trần, chị Thuận Chính. Mấy bạn chưa ăn, mấy bạn chỉ mới ngủ dậy thôi à. Trong trường á. Rồi Nguyễn Ngọc có nè, chị Linh Ái có nè. Em khuyên Tân Hà mấy chị nên mua một cái để về sử dụng. Mua xong là mình sẽ muốn mua lại, mua thêm nữa cho gia đình của mình, cho chị em mình xài hoặc cho bạn bè mình xài thật sự luôn. Xài xong thấy sướng lắm. Mấy chị mà xài xong mấy chị sẽ muốn kêu mọi người ở trong nhà mua để mà sử dụng chung với nhau. Em nói thật, tại cái này là mỗi người nên sử dụng một cái nha, nó rẻ mà. Mỗi người nên sử dụng một cái, nó sẽ an toàn cho da mình hơn. Nhiều chị kiểu như là da bị mụn á thì có thể dễ dàng lây nha, mụn nó cũng có lây đó chứ không có đâu mà không đâu. Nên tốt nhất là mấy rửa mặt này mỗi người một cái sử dụng. Làm cho sạch da lắm. Sạch da cực kỳ.
Hồ Nhi một cái ok nè. À hôm qua có vaccine nè. Ok Hồ Nhi nè. Lên cho em mai con này là máy rửa mặt giùm em. Bị bơm về trời. Tôi bán rẻ quá mà sao bị bơm tôi. Để đây đi để nhớ. Mấy găng tay của con. Găng tay của con. Lên cho mai máy rửa mặt. Rồi để mày bán nha. Lên cho mai máy rửa mặt em mấy chị. Rồi. Mai lên hàng sale luôn. Mấy chị chia sẻ like like giùm em với. Mọi người chia sẻ live stream giùm em với mọi người ơi. Máy rửa mặt nâng cơ chỉ 69.000. Xét ngố nha. Xét ngố thì mai mấy chị nha, xét ngố nè. Xét ngố thì mai. Con này là trên 40kg. Trên 45 và dưới 62, 63kg giùm em vừa. Trên 45 và dưới 62, 63kg vừa giùm em nha. Rồi set này cho em mai là 79k. 79k cho em mã tím. Tím 79k giùm em nè. Trên 45 và dưới 62, 63kg vừa cho em mã tím. Rồi tím 79k ngố Adidas thể thao viền rất là đẹp luôn. Chúc cô tâm thái xịn sò. 79.000 tím giùm em nha. Rồi lên cho em mã tím. 62, 63 cái loại vừa tím. Máy rửa mặt cho chị Hải Ngọc. Đồ em bé hả chị? Hôm nay không có Linh Nái ơi. Rồi tiếp theo giùm em. Xét sẽ tà. Con này sẽ tà mấy bữa chị hỏi em quá trời nè. Pizza dưới 65kg giùm em vừa nha. Vâng, vạt bầu sẽ tà giùm em mấy chị ơi, bạn bầu sẽ tà. Rồi. Lên men con này là mã bò. Bò này xem mấy chị 79 luôn ha. Con này cho mã bò trên 45 và dưới 65kg vừa bò giùm em. 45 độ lên nha, 65kg bắt đầu vừa cho em mã bò. Sẽ tà. Ngố sẽ tà giùm em nha. Chốt bò giùm em ạ. Rồi, set đùi. Đùi 55.000. Cho em mã đùi sọc 62, 63 cái quay đầu vừa giúp em. Đùi sọc giùm em 55 nha. Chứ lấy comment mã đùi giùm em. Đùi 55. Đùi nha, đùi sọc 55.000 giùm em. Dưới 62, 63 cái giùm em vừa. Cho mấy con này mã đùi sọc. Con tâm thái xịn sò á chị nha. Hàng châu xa rất là đẹp nè. Mã này cho em 79.000. Đùi 55 thì chị Linh Ái. Bỏ giá cho. Con này giùm em á chị nha. Con này đẹp lắm. Em có hai màu bò và tím. Trên 45 và dưới 62, 63kg nha. Đùi mình còn. Còn kìa. Đùi cho Minh Hiền. Đùi cho Trúc Âu. Rồi mã này cho em hai màu bò và tím. 79.000. Cô bông bò. Bộ satin tay lỡ bữa còn không chị? Satin mà tay lỡ là cái nào ta? Satin mà tay lỡ. Cô bông bò. Bò, bò, quên, bò nào cô bông ơi? Bò sẻ tà hay là bò thể thao? Bò sẻ tà hay bò thể thao á? Satin tay lỡ là bộ nào Hải Ngọc? Không nhớ nổi luôn á. Hàng về một ngày nhiều lắm. Trên đây lỡ là mẫu nào ta? Có mẫu không? Chụp qua cho Mai đi. Giày thể thao của bông bò này. Ok. Ok ok. Trời ơi cái con lụa này là lụa hàng. Mấy chị cho nó đẹp dã man luôn á. Nè. Bông to nha. Bông to giùm em. Ủa em bấm hỏi chị hả? À rồi để tí xíu chị coi lại tin nhắn của em nè. Con to giùm em mai mấy chị nha. Hôm nay nè. Lên mấy con này là thổ cẩm. Thổ cẩm 65.000 cho em mấy chị. Quy một bộ tay dài, áo tay dầu dài luôn thổ cẩm. 65.000. Dạ, các chị nào em có chứ. Con này là
trên 50kg và dưới 65,6kg giùm em nha. Pyjama tay dài quần dài thổ cẩm. Cái này 1911 cho mẹ coi nè. Pyjama tay dài quần dài thổ cẩm giùm em. 65.000 cho em mặc thổ cẩm nha mấy chị, vải mà mặc sướng lắm. Nè. Thổ cẩm giùm em trên 45 à, trên 50kg và dưới 65kg giùm em vừa. Cho em mặc thổ cẩm. Trời, con xám này đẹp lắm luôn nè. Con xám này em bán 115.000 nè mọi người. Xám nè. Xám nha, xám sẽ xẻ tà nè. Thì đẹp lắm. Xám sẽ xẻ tà 40kg tới 60kg vừa. 40kg tới 60kg vừa cho em xám. Rồi xám cho em 90. Xám 90 giờ mai là ai đã đắp theo. Logo đắp túi ngay ngực nha, sẽ tà và chứng ngắn và sau dài. Đó. Xám dưới 60kg vừa cho em mã xám. 60kg đầu vừa cho em mã xám. 90k xám giùm em. Xám với chị Hồng Vân cao. Ok chị ấy. Xám 90 Hồng Vân cao. Con này em xem với chị 85. 85.000 cho em mã hồng. Hồng này phi size dưới 65kg cho em vừa nha. Thổ cẩm cho chị Trần Hiên. Trần Hiên thổ cẩm 65. Dạ một hồng 170kg yêu ơi. Một hồng 170 cho em. Rồi quần ôm. Xám ra hết ạ. 65kg mấy 6 qua đầu vừa cho em mấy chị nha. Dưới mấy 6 là tầm 62kg hồng. Hồng 80 cho em. Hồng cô Tâm Thái vải bao xịn luôn, 80.000. Con này 80 cho em mã hồng nè. Bộ Mickey với bộ loan màu về chưa chị? Mickey với loan màu. Bộ Mickey với bộ loan màu. Rồi con này cho mã hồng, hồng 80 nha. Hồng với chị Hồng Vân cao. Mấy kia nó đang màu mà hôm qua la nhiều lắm rồi mà ta. Và về cũng hai hôm rồi mà. Rồi con này giùm em mấy chị nha, lụa nè. Lụa giùm em mấy chân viền bèo. Lụa với chân viền bèo giùm em. Form này là phi size dưới 60kg giùm em vừa nha. Mặc áo mấy chị coi nè. Rồi 40kg, 60kg vừa giùm em nha. 40 độ lên nha, 60kg mấy 6 quay đầu vừa. Cổ là viền bèo như thế này. Xinh lắm nha mọi người ơi. Rồi. 40kg tới 60kg quay đầu vừa. Áo đá không cho anh hơn, không có áo đá. Sáng này cho em mai mấy chị nha. Rồi 50. 50 giùm em, chốt giùm em mã 50 ạ. Lụa 50. Lụa 50. Đó, theo 50 nha. Trên 40kg và dưới 60kg đồ vừa độ lại giúp em. Lụa hàng rất là đẹp. Bánh bèo xả luôn 50. Chốt em mã lụa 50. Lụa 50 giùm em. Động hàng hàng hàng. Dạ kem nám bên em mà có chống nắng không chị xài ban ngày và cả ban đêm luôn á. Một kem nám với chị ba tài ngô nè. 50k cho em mai bộ này nha mọi người ơi. Trên 40kg và dưới 60kg cho em vừa. Quần ở dưới nó viền bèo có túi cho mình nha. Con này là lụa. Chất rất là đẹp. Bao xịn luôn. Đây nè. Đó. Đẹp lắm mấy chị ơi, mua mặc ở nhà cho nó mát. Rất là mát luôn nè. 89 nha. Em xả mấy chị còn 50 xả hết luôn. Tại vì em còn đặt may, em còn đúng 2 mẫu này thôi à. Xả cho nó trống kho nè. Con này cho em mã trắng. Bông trắng giùm em. Đuổi cho cô bông. Con này cho mai là bông trắng nha. Trên 40kg và dưới 60kg vừa. 60kg mấy 6 vừa giùm em mai ạ. Đây là con này mã bông trắng giùm em mấy chị. Hai bộ giùm em đi. Bông trắng. Bốn mươi độ lên nha. 60kg mấy 6 quay đầu vừa giùm em mã bông trắng. Đẹp lắm. Bông trắng giùm em nha, bông trắng. Tay bèo. Cổ bèo. Trời ơi. Quá trời. Bông trắng giùm em 50 ạ.
dây mà. Mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em Mai nha. Xách ngố giùm em. Xách ngố, xách lửng nhá. Con này xách lửng. Xách lửng sọc. Dưới 60 kg giùm em vừa. Rồi 40 kg đến 60 kg vừa em Mai con này nha. 40 đổ ra nha, 60 kg là vừa em. 68.000. Một cái body ngày mai vô. Ok chị Ba Tài Ngô nè. Một cái body chị Ba Tài Ngô đi. Một nám một body nha. 68.000 cho em. Lên giùm em con này là mã sọc 95 á, xạ 68 nè. 95 xạ 68 với chị nha, sọc gấu nè, dễ thương lắm. Em còn đúng duy nhất màu này. Chứ nào lấy comment cho em mã sọc gấu. Sọc giùm em. Sọc nha, sọc. Hôm nay áo thun ôm có, còn áo thun rộng không có, mỹ mỹ ơi. Không bao body có nha. Rồi sọc giùm em nguyên một set luôn có 68k. Em còn đúng 3 set nha. 68.000 cho em, dưới 60kg giùm em vừa. Dưới 60kg vừa giùm Mai nha mấy chị. Còn một cái ngố không em, 52kg. Dạ còn. Trần Linh sọc nè. 52kg em còn, Trần Thái. Sọc đi mọi người. Xét châu xa bao đẹp. Mấy xét này mấy chị cũng biết em bán giá bao nhiêu rồi đó. Em còn có bao nhiêu hết à. Sợ lỗ cho mấy chị luôn nè. Chốt em con này sọc nha, dưới 60kg cho mấy em vừa. Trên 40 và dưới 60kg vừa nhưng mà sọc. Đôi ngũ vi chị thơm à. Chị thơm. Chưa đi. Hình như gọi không được cái sao á, chưa đi. Chưa nha thơm ơi. Rồi 68.000 sọc giùm em. Cho xem đi, để đi đâu nhỉ? Quỳnh ngố, Quỳnh ngố để đâu? Quỳnh ghi thôi. Rồi sáng nay mai xem 68.000 cho mấy chị luôn nha. Đây. Quần. Quần là bao co giãn nè. Chất xịn sò. Hôm nay mai chỉ là buổi trưa thôi nha, không ra buổi tối nha Thơm ơi. Có gì lựa gì mai trên line này luôn đi. Rồi 62, 63 cái lại vừa giúp em hả? Không, lấy cho chị size M. Size M. Rồi còn cái nào 27 thì lấy 27 nha. Lên em con này mã sọc lớn 95 xả 68. 95 xả 68 giúp em mấy chị nha. Chất siêu mềm, siêu giãn nè. Bo rip loại dày, co giãn. Rồi sọc lớn giúp em 68 nghe một bộ. Dưới 60kg giúp em vừa. Sọc lớn thì mai là 68.000. Quần lửng qua gối có túi đầy đủ cho mình. Chất vải dày cực. Dày và đẹp nha mọi người nha. Sọc lớn, chốt nghe con này mã sọc lớn 95 sọc 68.000 cho em sọc lớn. Chị Ma sai mình đâu nha. Chấm chấm bài lên giùm em với. Chấm bài lên Mai với nha.
Rồi em còn 3 mẫu nè. Tập lớn chị Phương Lê. Tầng 2 em còn 3 mẫu này nè chị. Xanh đậm không rớt. Xanh đậm không rớt. Xanh lợt 52-53kg vừa nha chị nha. Xanh lợt. Và xanh lợt rách. Rồi, 3 mẫu. Lợt rách nè. Lợt không rách. Và xanh đậm. Những cái này là 52-53kg chị vừa hết á. Ok chị Sâm. Rồi quần này 65k. 65k giùm em nha. 65k gì bên Mai. Xanh đậm, xanh lợt, rách và không rách. Còn 3 mẫu đi thôi. Rất nhẹ à, cũng không rất nhiều đâu. Cho lấy nào cậu mà liền giúp em nha. 65.000 chất co giãn mềm, phông dày, vải đẹp. Sáu chục ký mình còn xanh lợt. Size 60kg chị. L hả? L hình như còn cái màu à. Em coi mã máy nha, báo chị nha. Bỏ rút cũng được. Trường Thái lấy nào Trường Thái ơi. Lên form đẹp lắm chứ. 52-53kg vừa. Một tiếp tẩy tế bào chết mà mua dùm hạnh. Tiếp tẩy tế bào chết mà. Vậy là em hết size lớn rồi. Em hết size L rồi chứ ơi. Em hết size L rồi mới còn size này à. Thường Thái có lấy không chị? Lấy không lấy để nói em biết tiếng nha. Để mua hàng khác nha. Cứ kêu em soạn xong rồi em lên hàng cái em ru. À nói em ơi chị có mẫu này rồi thôi. Chị không thích mẫu này. Để em biết em khỏi đợi. Rồi con này cho em nha mấy chị nha, ngố nè. Ngố trắng. Ngố trắng luôn, ngố trắng 50. Lên bên con này mã trắng. 45-65kg vừa cho em. Lên bên con này mã trắng nha, 50. Ok chị. Trắng giùm em 50 nha. Trên 45 và dưới 65kg quay đầu vừa trắng. 50k trắng giùm em. Size. Trên 45 và dưới 65kg vừa trắng 50. 50.000. Trắng như Tina vỏ. Đi giá ngoài. Mã này còn hồng với xanh. Hồng xanh vàng 3 màu không to. Hồng xanh vàng 3 màu không to nha. Không to nha mọi người. Con này không to ngố. Hồng xanh và vàng nè. Rồi 55.000. 55.000 cho em nha. Con này là 65-70kg vừa luôn á. Con này là trên 54 và dưới 70kg vừa em. Hồng xanh vàng 55. 55.000 cho em mã hồng xanh vàng. Trên 55 và dưới 70kg vừa dùm em. Quần là dáng ôm áo phông rộng phủ mông nha. 55k cho em hồng xanh vàng. Tina vỏ hồng, Nguyễn Hiếu xanh vàng ok. 55 hết. Em hết. Cái này chị ngẫu nhiên dùm em nha mấy chị.
xanh cu xì này hả? Xanh cu xì này 90 nha em. Được thì chị lấy cho em nè. Xanh cu xì 90 nha. Tại vì hàng này là hàng hàng này chị mới bán hôm qua luôn á. Mới bán hôm qua 105 á. Con này nè. Đây là hàng Winty mặt Thái. Cũng ok với chị nha. Hình như còn màu ruốc nữa. Nó có màu ruốc hả? 90 ok Thảo. Thảo 90 bộ này 55 nhớ cái giá này nè. 90 Thảo nè. Cái này chữ ngẫu nhiên dùm em. Chữ ngẫu nhiên nha 55. Chữ ngẫu nhiên dùm em may với chị nha 55 nè. Cũng có túi hết cho mình nha cô Tâm Thái nè. Xét ngố. Chữ theo. Tôm này là phi size dưới 60kg dùm em vừa. 40kg đến 60kg. 40kg đến 60kg vừa dùm em chữ theo nha. Rồi 55. Mấy cái màu hồng. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu bò. Đỏ đô, đỏ đô, vàng, bò, hồng. Rồi. Con trai sao vậy? Sao vậy? Đỉnh đi. Hồng cầm cho Diệu Lan nè. Quần liễu hồng. Cẩm diệu hồng. Trần Linh bò. Trời ơi. Trần Linh bò. Nguyễn Hiền đỏ đô. Trần Thái Hén. Cẩm diệu đỏ với bò ok. Cẩm diệu đỏ bò. Trúc Âu bò. Trần Thái. Em còn hết bò. Trần Thái ơi còn vàng. Còn vàng nha. Mày. Mày tao muốn chích cha mày bây giờ thằng chó. Thằng gấp thằng chó thằng chó. Chó mày đâu à? Hả? Chó mày đâu à? Kệ. Chú ơi. Đây. Chị thấy hết bò em còn vàng. Có đuổi sớt. Có đuổi sớt với tơ. Mấy con vàng nha. 55 xả. Còn vàng nhất là lấy vàng của mình. Mấy vàng giùm em vàng. Còn vàng. Cái này của em vàng giùm em vàng. Cảm giữ vàng nè. Còn một vàng cuối cùng nha. Chừng thấy đổi vàng được không chị? Bò rồi. Đổi vàng được không chứ? Hết bò rồi. Quần đen trơn 65. Đen trơn 65. À quần thun á hả? Quần thun dài ha. 60kg đồ lại vừa chị Huỳnh Tiền ơi. Còn vàng thôi. Áo thun ôm có nha. Quần này giúp em với chị nha. Quần này vải u mì nè. Em có màu vàng à chị Nhi ơi. Quần này vải u mì giùm em nha. Vải bao đẹp luôn với chị nè. Cho bé tầm dưới 22kg á. Bé trên 15 và dưới 22kg vừa nha em. Quần nha 15.000. Bé trên 15 và dưới 22kg vừa, 22-23kg vừa. Tại vì cái này nó giãn nha. Tại vì cái này nó giãn. Cho bé cho mẹ chị nhau có túi cho mình luôn nè. Rồi 15.000 cho em cái quần. 15.000 cho em cái quần size 27 hả? Trên 15 và dưới 22kg vừa. 15.000 cho em cái quần. Chối cho em. Quần nó mềm, nó coi giãn, nó mềm lắm. Quần bé nó Trần Thái nè. Quần bé nó Nguyễn Cẩm Tú nè. Ông Yên Nhi ơi. Hai cái gì chị Linh vừa. Hai cái cắt mẫu ha. Cái này một lần bỏ hai cái lên. Tôi Trần Thái lấy vàng á chị. Không. Trần Thái bỏ giấy. Dạ không. 40kg em có quần jean nè. Quần đùi jean á. 40kg em có nhiều. Hai cái chị Linh vừa. Mình sẽ thả một quần ok. Phương Lê một quần ok. Phương Lê 2-3kg tôi làm một quần ok chị. Tầm size 27-28-29 đó nè. 29 là 27-28 mà. Mình thả một quần ok rồi.
Còn ba cái cuối cùng nha. Mỗi cái là mỗi sọc khác nhau à, không có nào giống nhau á các chị ơi. Tại vì cái này em bán nguyên ri, em còn lẻ lại cái nè. Nè, chất thun nha, có túi cho mình luôn nha mấy chị nha. 15 đổ lên 22 cái đồ này vừa, 22, 3 cái đồ này vừa cho em thun. Thun umi co giãn, chứ không phải là thun cứng kia đâu. Thun này chứ phải umi co giãn á. Quần này bữa em bán 45 và xả luôn 15 nè. 45 xả luôn 15, tùy trăm quần ok. Thanh Thảo có chưa? Em bỏ vô Nguyễn Thanh Thảo chưa? Ừ, em đang bỏ hả? Đang rồi ok, sọc cho em ha. Gì hả? Rồi đợi mãi xíu nè. Ớt phương. Ơi đợi mang nhấn vô rút cái đã. Đơn phát tên ớt phương. Ớt phương. Ối yeah. Giao sớm. Ớt phương 0977626637. Rồi 0977626637 ok. Rồi dụ dỗ đúng không mà thì có còn hai quần cuối cùng nha mọi người. 15.000 nha. 45 xả 35 à, 45 xả 15 lộn. Mua đi mọi người ơi. Chị đến dùa lấy thêm hai cái đi chị. Có hai cái khác nhau nè. Ủa luôn giùm em mới chế 15k thôi. Ủa. Tỉnh. Còn hai cái cuối cùng. Rồi ở Phương đang nhắn nè. Đang nhắn với rút nè. Mặt hồng là đùi hả? Mặt hồng là đùi. Con quần này là to chà bá luôn nha. Chị Tú Lâm ok chị. Tú Lâm vừa chớ dầu trần. Em đã báo là 15-16 cái đổ lên 22-23 cái quay đầu vừa mà. Thun này là thun umi coi giãn. Thun mà nó giống như cái quần mà mấy bữa em bán với chị 65-75 mấy cái đây 1-2 ngày á. Nó giống như cái quần quải quần đó. À, 35 cái không có. Chị chỉ có một size 26-27-28. Dầu trừng một cái nha. Còn có một cái à. Dầu trừng cái nè. Rồi xếp đi cho em bay với chị nha. 45k cho em luôn. 45k nè. 62kg đồ lại vừa cho em. 62kg đồ lại vừa cho em nha mấy chị nha. 75 xả 45. Lộ xịn xò 75 xả 45. Lụa là chị nào mua rồi mày biết ha, chút mặt mát lắm. 45.000 gì em nha. Rồi con này cho em mã hồng. Đây xếp nó phối nè. Tay cánh tiên. Viền chạy ra trên ngực nha. Nè, 45k. Trên 48, trên 47kg và dưới 62-63kg giùm em vừa. Rồi hồng giùm em con này, hồng quần có túi cho mình. Chất vải lụa dày, bao xịn nha. Nè, sale luôn còn 45. 45.000 cho em con đó mã hồng. 62-63 cái lại vừa. 62-63 cái lại vừa với em. Con này cho em mã xanh biển. Xanh biển cho em ơi. Hồng cho đi heo nè. Đẹp lắm, mặc ở nhà rất là mát nha. 62-63 cái lại vừa cho em xanh. Xanh biển cho em. Hết hồng rồi, Quốc Nguyễn rồi. Cái Mỹ Trần Linh. Mã này cho em ai nâu. Nâu 45.000 cho em nâu. Nâu nha. Nâu. Mã này cho em tím. Tím. Tím giùm em nha tím. Nâu chị Linh Dừa. Tím. Tím 45. Hết nâu. Tím cho Huỳnh Ngân.
của nó đây. Con này cho em mã hồng, 55kg vừa nha Ngọc Nhẫn Nguyễn. Con này lụa. Con này cho em mã hồng. Nhất cái bài quá. Hồng giùm em nha hồng. 62-63kg đầu vừa cho em bao đẹp. 75 xả luôn 45 nè mấy chị hồng. Hồng giùm em. Đỏ còn 2 bộ. 45.000 đỏ. Trời ơi, Cẩm Diệu ơi, chị hỏi là quần đen trơn 65.000 là quần đen dài thun Umi đúng không? Để chị hỏi á, thun Umi đúng không? Em hỏi cái đó đúng không? Cái đó là hiện tại là ở chị hết, nhưng mà ở kho, ở xưởng nó còn. Mã này cho em đỏ hết hồng rồi. Số 2, số 3 cái bắt đầu vừa cho em đỏ, đỏ đẹp lắm mấy chị, đỏ lên trắng da nè. Quần bông, áo bông, phối tay cánh tiên nè. Viền ren xịn sò nha. Rồi trên 47 và dưới 62, 63 ký cho em vừa đỏ. Lộ mặt siêu mát ở nhà nha, còn hai đỏ. Xả luôn 45k con đó đỏ. Đỏ Cúc Nguyễn, đỏ lên dừa hết. Con này lượng hả? Đúng không? Đúng cái đó không? À rồi, để chị đặt thêm về cho. Để mày đặt thêm về cho. Hiện tại ở đây thì mày hết rồi. Nhưng mà kem kích trắng hả chị? Em mày không có kem kích trắng, mà em mày có tấm trắng. Tấm trắng ngọc trai gói nè. Nó nhét kẹp rồi, không lấy được. Lấy thôi, lấy xong rồi mày xếp lại đó. Nếu mà lấy đi. Tím lẫn 55, số 2 số 3 ký vừa luôn. Số 2 số 3 ký vừa giùm em mai nha. Tím lận 55 giùm em. Tím giùm em nha, chốt em mã tím than. 55.000 tím than 2 bộ. 55.000 tím than 2 bộ giùm em. Tắm trắng, tắm dùng 1 lần hoặc 2 lần. Em có tắm trắng này 100.000 nha chị nha. Chị nào mà thích đi tiệc hay đi chơi hay đi đâu á, mình muốn trắng cấp tóc á, thì mua cái gói này về tắm. Trắng lắm, bực là phải 5-6 tâm. Đã tắm là phải trắng. Tím giùm em 55k. Mã này cho em xanh đen nè. Mấy chị thấy không? Em gấp cỡ nào chăng nữa vải nó cũng không bao giờ nhăn. Tím cho Ngọc Nhẫn Nguyễn. Đây em gấp cỡ nào vải nó cũng không bao giờ nhăn. Vải nó đẹp lắm. Con này là vải hàng không nhăn mà. Lụa hàng không nhăn giùm em nha. Siêu đẹp luôn. Rồi số 2, số 3 cái đầu vừa cho em xanh đen nè. Xanh đen nha, 55.000 cho em mã xanh đen. Xanh đen 55. Xanh đen 55. Xanh đen chị Mai Bùi. Lỗ đó mình còn đâu ta? Mấy bộ đó đó. Con này nè, con này nè. Mặt đó đó, mặt fashion màu hồng với màu trắng á. Thấy không? Đùi, đùi lụa. Con này là từ 40kg cho tới 56kg vừa. Chị đài gì cưng? 40 đổ lên 56 thôi đầu vừa cho em coi gì còn hàng đó không? 40kg tới 56kg vừa cho em nha. Rồi 45, 45.000 đỏ hồng. Dưới 56kg nè. Cái nó là nó bèo. Bèo ngay đây nha, bèo tầng mấy chị nha. Nó bèo tầng là rất là xinh luôn. Đỏ hồng hai màu 45. Dưới 56kg vừa giùm em. Đỏ hồng hai màu 45. Tina vỏ hồng. Ok cảm nhiều. Lên bộ lụa 60kg về đi chị. Rồi con đỏ. Cái này mặc lên ở nhà mát và dễ thương lắm mấy chị. Con này dễ thương lắm. Trên 40kg và dưới 56kg vừa giùm em nha. Con đỏ. Xả luôn 45 con này nha. Quy hộp set luôn. Rẻ rè. Thật lên cưng lắm. Cái này mà đỏ, còn màu đỏ thôi. Đồ ngủ nè. Đồ ngủ
đồ ngủ ha, cái này là lửng hả? Ôi còn bộ lửng không à? Lửng như tay nè. Lửng nè, em bán 75k nè. Dạ 45.000 bộ chị Yến Yến. Bộ lửng giúp em nha, 75 xả luôn với chị 45. Dưới 56kg với chị. Bộ đỏ đó là lụa dưới 56kg vừa giùm em nè. Nó là đùi nha. Đây. Con này mặc lên xinh lắm. Sáu lăm xe 45 cho mấy chế luôn. Cái gì vậy? Tôn hả? Ờ à, qua đây luôn. Tôn luôn đi. Còn tiếp tôn nè. Nè. Đó cái kiểu của nó với chị nha. Nè nó tần. Nó tần nha, rất là dễ thương. Ngực là thoải mái. Con này cho em đỏ nha, còn 45. 65 em xem mấy chị rẻ hơn xỉ. Giá 4 luôn của em. 45 à, giá lộ. Nói chung là lỗ vài ngàn thôi. Lỗ vài ngàn con. Của da cho chấm nhà. Cột tóc cái này mấy chị. Cột cái kẹp nó bị dúng dúng cái đầu rồi. Rồi bộ đu bộ lửng nha, lửng ngủ nè. Con này 45 giùm em luôn. Dây là có tăng đưa nha. Đằng sau dây có tăng đưa nè. Lửng ngủ nha, 62 63 kg vừa. Con này to lắm. Con này 62 63 kg đầu vừa giùm em nha. Trên 45 kg và dưới 62 63 kg vừa lửng. Rồi xả luôn 45, đỏ đô, đỏ tươi. Xanh rêu, màu đẹp không? Bán hết rồi đó. Ủa gì kỳ vậy? Trần Diệp đỏ đô nè. Nguyễn Hiền đỏ đô. Trần Linh xanh. Còn đỏ tươi. Em mang còn đỏ tươi ạ. Em mang còn đỏ tươi. Dây cái tăng đưa luôn nha. Trời ơi cái màu này lên là một đêm bùng cháy luôn. Mua này mặc mi. Mua này mặc. Lẻ nữa chết luôn. Còn đỏ tươi à, lửng nha. Còn đỏ tươi nha, còn đỏ tươi. Đi heo đỏ. Hôm nay mặc mát lắm. Rồi bộ này bộ gì đẹp quá vậy trời. Đẹp vậy. Lửng lụa dễ thương quá, hình dễ thương quá. Lửng lụa không nhớ giá tùm lum. Lửng lụa nha, lửng lụa quần có túi ha. Mặc bộ đồ rồi em không dám không ngủ luôn. Tại sao lại không? Vô rồi là không ra được thì có. Mặc bộ đó xong vô rồi là không có ra được. Ok. 50. 50 cho mai mặc mặt hình. 50 cho mai mặc hoạt hình nha. Dưới 57kg vừa. 50 cho mai mặc hoạt hình dưới 57kg vừa. Thế là mấy bộ em lấy bộ này đẹp lắm. Hoạt hình cho Phương Nguyễn Nguyễn. Đây là mỏng lên.
nào có cục cái gió lẹ nè. Để có cục đây không? Sáng nay giùm em ấy chị ơi, ngố. Cô Tâm Thái ngố giùm em nè. Và hình như Ngọc Nhẫn Nguyễn. Bỏ lại. Bỏ này phi sai nha. 65 kg 6 quay đầu vừa. 65 kg 6 đòi lại vừa giúp em. Tết này 45-65 kg 6 vừa. Ngố nha, sẽ ngố giùm em ấy chị nha. Cô Tâm Thái xịn. Rồi 78 ngàn nha, 78. Hồng đậm, hồng lợt. Hồng đậm, hồng lợt, cam. Rồi còn dưới đây màu thôi. Hồng đậm, hồng lợt và cam 78, hồng đậm, hồng lợt và cam dùm em. Trên 45 và dưới 65 kg 6 dùm em vừa free size. Chúc cô Tâm Thái coi dạng mềm. Quần có túi cho mình nè. Rất là đẹp nha, ngố. Cam, em mặc là hồng đậm nè. Con này cam nè, dễ thương lắm mấy chị ơi, đơn giản. Rất là đẹp nha. Cam. Cam nè, hồng đậm. Dạ em chào chị Trần Thị Hiệp. Hồng đậm và hồng lợt. Tình Nguyễn Tình. Tới hàng trước là chế nhận của em chưa chế ơi. Hình như lâu rồi nha. Cam với Tình Nguyễn Tình. Có 3 màu à. Cam cho Ngọc Nhẫn Nguyễn. Hồng đậm chịu anh Nguyễn. Anh Nguyễn có hồng đậm. Nè em không nói riêng với chị đâu. Cái bài bán giá này nè. Chở luôn mấy chị còn 78 nè. Hồng đậm, hồng lợt. Mẫu này đơn giản mà nó xinh lắm. Để làm mấy chị đẹp. Quá trời xuất sắc luôn á. Hồng lợt cho Tiền Nguyễn. Thì nói chung là nó nhiều màu, bây giờ nó còn mấy màu anh xả nha. Rồi. Hôm nay cho em mã hồng lợt. Hồng đậm cho hồng thanh. Hồng thanh hồng đậm 78. Chị Mai Bùi hồng lợt 78 ngàn chị ơi. Hồng lợt Mai Bùi nè. Vậy là hết lợt. Hết lợt còn cam với hồng đậm. Hết lợt còn cam với hồng đậm. Diễm Hương Nguyễn Hồng 78, chị Tuyết Mai Hồ. Lâu quá không gặp chị. Dạ, form này trên 45 và dưới 65 kg 6 dùm em. Trên 45 kg và dưới 65 kg 6 dùm em. Mai xả luôn 78 ngàn con này nha. Hồng lợt em hết rồi. Em còn màu cam. Màu cam với lại màu hồng. Hồng em đang mặc. Còn cam với hồng. Nè. Còn cam với hồng nha mấy chị nha. Còn cam với hồng. Còn cam với hồng, có tông thái, vải đẹp, form dài, phủ mông, quần dáng ôm, có túi với mình hết nha. Nói chung là bộ này chị nào đã từng mua rồi biết ha. Nè em xả 78. Còn có mấy màu, còn 2 màu, 3 màu em xả luôn 78 ngàn nè. Xả đi hàng Quảng Châu về, không có đổ, không có chỗ để mà để nhà mấy chị ơi. Còn lẻ màu em xả hết nha. Còn mấy chị mà lượng lúc đầu đẹp rồi thì giá nó cao xíu. Cao. Rồi hồng và cam canh tay mấy chị, đẹp lắm. Hết hồng lợt rồi. Cam với chị Nguyễn Huệ. Bé Tăng hồng. Bé chào chị Nguyễn Huệ. Rồi còn một cam một hồng. Lấy đi chị nhờ Nhung Trinh ơi. Lấy thử một bộ hai bộ về mặt với chị. Mát. Con này dễ mặc lắm. Con này cực kỳ dễ mặc. Em bán không biết bao nhiêu bộ luôn rồi. Tại em đâu. Sao em không dắt anh đi tìm. Dài hả? Dài nè. Dài luôn. Mình Ngân Hồng. Dài luôn nha. Dài dài 80 đi.
Trả lẹ luôn cho rồi đi. Rồi trên mai mặt mát thoải mái, không có giày gì mấy sức khác. Vải không có đẹp, vải đẹp hơn mấy sức khác. Em nói vậy cho em nó vải không giày, tao tưởng chị vải mỏng mới chết chết chị luôn. Quần dài cho mai mấy chị nha, quần dáng dài nè, có túi cho mình ha, đầy đủ ha. Con này vải đẹp, xịn sò. Đây, 80 cho mai nha. Lucy tay viền, chạy viền áo dưới nè, đẹp ghê chưa. Rồi, trên 45 và dưới 65 cái mấy 6 nha. Chị nào mà dưới mấy 6 là tầm 62kg vừa, 60-62kg là vừa đổ lại giùm em. Con em có màu đỏ nha, đỏ nè, hồng nè, đỏ hồng vàng, đỏ hồng vàng tím, chín thang. Rồi hết màu rồi đó. 80 đỏ hồng vàng tím thang giùm em. Đỏ hồng vàng tím thang. Quần dáng dài ôm. Áo này phông rộng phủ mông. Đỏ cho Tina vỏ ok. Nè. Vải đẹp, vải dày đẹp lắm mấy chị. Vải dày rất là đẹp. 80 luôn. Tina vỏ đỏ nè. Oanh Nguyễn đỏ. Đỏ Tina vỏ. Đỏ Oanh Nguyễn. Rồi hết đỏ. Hết đỏ. Mới nhận xong ba bộ ngố đẹp xỉu chị ơi. Cảm ơn tình yêu nhiều. Cảm dịu đỏ tím hả? Có tím cho cảm dịu nha. Có tím cho cưng nha, hết đỏ rồi. Mọi người đổi màu giùm em nha, còn vàng hồng. Đổi màu giùm em nha, còn vàng với hồng. Đẹp xỉu. Chia sẻ giùm mai nha. Linh Nguyễn hết tím. Hết tím rồi. Còn hồng vàng mọi người. Vàng này vàng đậm á. Để tăng hồng. Ok. Con này vàng đậm nè. Mấy chị nhìn cái phong quần của nó nè. Rất là đẹp. Phong quần nó dài mà chị nào cao với 65, 67 cũng không bị ngắn đâu. Không sợ bị hụt quần đâu nha. Phong quần này rất là đẹp. Trên 45 và dưới 65 cái mét 6. Dưới mét 6 giùm em là 62kg vừa, 60-62kg độ lại vừa thôi. Phương Nguyễn vàng ok. Cái gì vậy? Ủa con coi đến nãy giờ luôn hả con? Rồi đó con. Phương Nguyễn vàng. Cảm dịu vàng. Vàng đi mấy chị, vàng nè. Tay phối sọc nè, ở dưới chân áo phối nè. Nền gu xì. Bị chói quá, đèn này bị chói quá. Vàng đậm nha. Ở ngoài thấy nhưng mà vô like do đèn hơi chói tí xíu. Vàng, hồng. Vàng với Trần Linh. Tuyết Mai Hồ cho em xin số. Tuyết Mai Hồ lấy vàng cho em xin số chị ơi, em mất số nữa rồi. Em nhiều hàng rồi mà hôm bữa em mua tấm trắng. Trời thấy chưa? Qua lấy tấm trắng cho khách kìa. Phương Nguyễn. Đó này lấy tấm trắng nha. Đó lấy được không? Hồng nè. Đó, màu hồng cưng xỉu luôn. Rồi màu hồng là xỉu. Màu hồng là xỉu, xỉu đau luôn nha. Chị thấy mấy hộ ok. Cái màu vàng, còn chưa? Yeah. Vàng hồng đi mọi người. Tina vỏ hồng. Huỳnh Ngân hồng. Hết hồng, còn vàng. Một cái tấm trắng cho Phương. Mấy con vàng nha cả nhà. Chút vàng giùm em đi. Còn hai bộ vàng là hết nè. Lucy. Em có hai đúng hai bộ vàng hết. Bé đấy chỉ cái bộ ngố mà đủ màu quá. Ngố mà tối qua nè có nó kẹt sạch chạm sọc xéo đây nè. Ê nó có theo bản chữ trên ngực nè, nhớ không? Đó, 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 màu đỏ đỏ lòi ra nè.
dưới cọc vàng. Đúng rồi, đọc đó đó. Hình như còn hai con nữa đó, phải không? Sao chị thấy, chị rước một con hai, chị thấy còn ta. Còn vàng nha mọi người nha, chế đồ lấy cũng phải vàng em nha. Cái này mẫu dài cũng có luôn đó. Có dài đúng không? Ủa này có con dài à? Cái đó là dài á. Phải không? Đúng rồi. Cái này có. Con này nè, banh nóc luôn. Mệt thái nha. Đùi hết rồi. Đùi là còn một chiếc thơm mà. Con này bản lưng nó đẹp lắm mấy chị ơi, ngố. Con đẹp không lấy tiền luôn nè. Đây, đẹp lắm nha, quần nè. Chạy viền hai sọc, cô Đông Thái nha, mặt Thái nè. Lụa hả? Rồi rồi, lụa nhiều. Thải Ngọc, bình tĩnh. Rồi, mặt Thái nè, cô Đông Thái với chị. Xuất sắc. Nhiều đây ta. Bộ dài màu vàng hồi nãy là 80. Rồi 75. 95 còn 75. 62, 63 cái loại vừa giúp em. 62, 63 lại vừa. 95 còn 75 nè. Em có màu đỏ nha. Màu đỏ, màu hồng. Màu tím than nè. Trời ơi, con này nhiều màu với chị lụa lắm. Đỏ, hồng, tím than. Màu nâu, bò nè. Màu cam đốt nè. Coi phải dài không. Cam đốt, xanh rêu nè. Màu kem nhạt nè. Màu đẹp không à. Đó. Rồi chốt màu giùm em. Còn đùi satin còn. Trần Linh đỏ. Cẩm Diệu đỏ. Trần Linh đỏ 75k nha mọi người ơi. Cẩm Diệu đỏ. Tiếu lo cam đất. Ok. Tiếu lo cam. Còn không thì nhớ còn mà. Rồi em mặc là màu đỏ. Trên 45 và dưới 62, 63 ký cho em vừa 75.000. Con này cho em màu kem. Màu kem ở ngoài chữ nó theo, nhìn kỹ mới thấy ha. Nè, chơi like á. Ngồi xa màn hình quá cho mấy chị không thấy rõ. Màu kem giùm ai nha. Chốt giùm em coi là mã kem. Vơm và vải rất là đẹp. 95 xả banh nóc luôn cho mấy chị 75.000. Rẻ hơn sỉ mấy lần luôn á nha. Nè, kem xanh rêu nè. Cẩm Diệu xanh ok. Hồng Vân cao tím ok. Xanh rêu giùm em. Xanh là đẹp lắm. Dưới size size 3kg giùm em là xuất sắc luôn. Chốt này mặc không đổ lông, rất là mát. 75.000, 75.000 hốt nhanh mấy chị. Xanh cho Cẩm Diệu nè. Hồng Vân cao tím. Thu Đào hả? Còn xanh không? Thu Đào xanh. Có. Xanh Thu Đào. Con này cho em là màu cam. Cam đất cho em. Đẹp giả mang. Đơn giản. Bò cho Diệu. Hôm nay bà hốt xe, bà hốt quá trời. Bò cho Diệu nè. Cam. Cam cho mây nha. Cam đất. Màu bò. Màu bò nè. Bò chị nha, màu bò là bò đậm á. Bò sô-cô-la á. Chứ mà bò kia đâu. Rồi bò phối chữ theo. Tốt hai ba màu để mặc. Đẹp, rẻ, bền. Và màu hồng. Và màu hồng giùm em. Màu hồng. Hồng dâu ạ. Con này cho em mã hồng dâu. Rồi em lên hết màu rồi nha. Bò chị Huỳnh Liễu. Lên hết màu đó mọi người. Chị có tím á, dạ rồi. Tím đây. Ủa tím em chưa mở hả? Tím đây nè chế. Xanh hả?
xanh lên ơi. Xanh hết lên ơi. Hết xanh lên ơi. Cam, tím, bò, kem, hồng và đỏ. Màu tím đó chị. Tím nè. Tím, tím cho Cẩm Diệu. Tím với chị Nguyễn Hiếu. Dài hả? Dài có cục này hả? Dài cái này nó hơi khác xíu. Nó cũng giống giống mà nó hơi khác xíu nha. Dài có cục này nè. 85 đi. 85 luôn nha. Cô tông mặt Thái nha mấy chị nha. Hàng xịn của em á. Con này em nhập giá là phải. Đây. Trên 45 và dưới 62, 63, 62 chú bắt đầu vừa giúp em nè. Nó cũng giống giống như vậy nè. Nó cũng phối kiểu giống như vậy nha. Thực chữ theo khác cùng dài 85. Giá mới nhập vô là 98.000 nè mấy chị. Cả ship luôn là 98.000 á. Giờ mới chạm chị 85 nè. Có mấy bộ rồi, không có nhiều. Rồi, dài 85 có bò. Bò dài. Màu da dài. Màu rêu dài. Màu cam dài, màu hồng dài. Hết. Hết dài. Trên 45 và dưới 62, 63 ký cho em vừa nha. Đẹp lắm. Nè, cái đồ trái thơm hả? Cút màu cho chị đi bé. Đây cả nhà. Rồi, xịn sò. 85.000. Quá rẻ luôn. Bò dài cho Diễm Hương Nguyễn. Dài rêu tuyết mai hồ. Au, au. Rớt hết. Mua cho con gái. Cái thơm nè, còn 3 màu trắng, bơ và xám. 55 thôi. 55 ngàn nè. 55 ngàn đùi nha, đùi 55. Rẻ hơn cái áo mua luôn. Mua cái áo không là đã 65-75 ngàn ha. Nguyên bộ 55, sóc gì đó. 56-57 cái lại vừa cho em. Chế nào cam 1m6 là 60kg nha. 1m5 cỡ cho em mai lùng lùng là cỡ 56-57kg thôi là vừa. Trắng, bơ, xám 55.000. Trắng, bơ, xám 3 màu. Rồi cam đi. Con này bữa sale xuống rồi còn mấy màu nè. Sở luôn 85 luôn này nè. Còn cam, hồng, kem 3 màu nha. Trắng, xám. Ok Linh. 55.000 cho Linh trắng, xám. Trắng nè, trắng nè. Bơ luôn hả? Bơ luôn 3 màu á. Cam cho em. Bộ khóm mà 35kg hả? 35kg mặc được. Nhưng mà nó kiểu nó không rộng rộng phủ mông á. Hả? Kiểu nó rộng rộng phủ mông 35kg hả? 35kg. Quần thì chất thun thì cái lưng cũng nó cũng vừa. Mình sợ là cái không. Trắng đùi thơm chị Nguyễn Huệ. Cam cho mấy con này nha. 62, 63 cái bắt đầu vừa cho em mã cam. Cam dài nè. Cam dài 85 giùm em.
hồng. Nè, bỏ này vô. Dưới đó má. Mày bận sớm quá. Thấy ghê quá. Thôi heo. Ao lấy cho đợi cho chắc. Ủa sáng nay em còn mấy màu nè mấy chị ơi. Cho nhắm bài em ơi với. Mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị ơi, chấm bài em với. Đùi dây sáng nắng hả? Nhiều. 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 Rất nhiều. Con này dây mai nha. Rồi Loan nè. Loan giùm em. Loan giùm em mấy chị nha, 60-62kg vừa. Lan nè mấy chị nha, dưới 62 kg vừa em là trên 45 và dưới 62 kg vừa. Có màu đỏ với lại màu màu đỏ với lại 7 màu. Tết này 70 nha. Rồi. Banh luôn, 70. 70 giùm em đỏ. Đỏ và 7 màu giùm em. Lụa. Dạ em kiếm lụa gì? Lụa hả? Lụa lẫn. Chốt đỏ đi. Phải màu cho Phú Nguyễn Nguyễn nè. Chốt đỏ đi. 70. 70 anh Thư ơi, còn đỏ. Đỏ này đỏ đẹp nha. Dài. Bảy màu hết rồi Trần Linh ơi, còn đỏ à. Còn ba màu đỏ nè. 70. Chút đỏ gì mai đi. Tôi sale cái giá này là để tôi đẩy màu đỏ. Mà mấy chị cứ chốt 7 vào không à. Chết tôi luôn. Lan dài hả chị? Lan dài mình gọn nè anh ta. Lụa đây. Đỏ Trần Linh nè. Không. Không có chị ơi. Lan dài hết rồi. Đỏ cho Yến Nhi. Bộ đùi 2 dây không? Ủa sao có bộ xanh hết rồi vậy? À lấy hả? Hai dây đồ. Lát sale. Lát sale luôn. Người ta Shopee là last Friday phải không? Em là last gì? Bày lại với mẹ nữa rồi. Phải trả bài cho cô hết rồi. Saturday, last Saturday. À chị kêu do chị coi hả? Trời ơi chị tỉnh. Đây. Đây là chế.
đây. Lan. Đó. Nguyên bộ lan lẫn nhau, lan ngố. Lan ngố em xả 70. Quá rẻ luôn thì. Dây này hả? Bộ lan đỏ chị Nguyễn Hiền. Ok chị. Con dây này 60kg. Dạ lấy ha. Dạ lấy ha. Con dây này 60kg hả? 60kg mà cao mấy 6 không? Mấy 6 thì vừa. Con dây này 60kg mà cao mấy 6 thì vừa nha. Dây này 45. 45 nè. Nè. Xả 45 nha. Đỏ. Đỏ, đỏ cam nhạt hai màu. Đỏ cam nhạt. Hết rồi cảm nhiều. Hết rồi, là bộ dây mặt nha, 45. Đỏ cam nhạt. 60kg/6 thì vừa nha. Thoải mái nè. Đi ra bỏ cam nhạt, Trừng Linh dây đỏ. Không, Hoàng Tí Thạch. Dưới 60 à. Đỏ dây cho Sương Nguyễn. Hải Ngọc, còn cam Hải Ngọc ơi. Chốt chậm quá còn cam. Còn cam nhạt. Áo lẻ hả? Có. Cái cam nhạt đi nè. Cam nhạt dễ thương nè. Vải dày lắm nha. Con này là vải lụa hàng không nhăn. Lụa hàng không nhăn đó mọi người. Còn màu này rất là xinh. Màu này lên tôn da nè. Thêm cam cho Sương Nguyễn nè. Hải Ngọc có lấy không cưng? Có lấy chị để nè. Lẹ đi hết. 60kg/6 vừa giúp em. Hải Ngọc cam ok. Hải Ngọc cam. Còn gì không? Đây. Còn cái này. Gì đây? 4555 không ta? Rồi lẫn giùm em nha. Lẫn giùm em ba chị nha. Quần lẫn sọc nè. Yên Yến hết rồi chị ơi. 55.000 cho em mã cam. 62/3 cái quay đầu vừa. Diễm My hết rồi Diễm My ơi. Đây là tay phó cánh tiên nè. Quần sọc áo cam này 55.000 nha. Dưới 62/3 cái giùm em. Chế nào cao là 65 cái thoải mái. Đẹp lắm. Cam nhạt nha. À, cam giùm em. Rồi chốt cho em mã cam. Quần là có túi mình nha. Con này là lụa hàng không nhăn. Form là siêu đẹp luôn. To. To vật vã luôn. Cam. Cam chỉ Yến. Chốt cam giùm Mai xã 55. Cam cho Phương Nguyễn Nguyễn. Ca đi mọi người. Mặt trắng là lẫn. Rồi, đơn chị hả? Đợi em xíu cháu ơi. Để em coi lại cái nào. Coi lại cái mã tím. Tím giùm em nha, lẫn nha. 62/3 chứ lại gửi em mặt tím. Tím nè. Và anh em mặc lên là siêu mát. Đầm với nhau thấy mặt lên phong đẹp lắm. Trên 45 là dưới 62/3 kì. Dạ. Rồi. Rồi tím giùm em tím nè. Form này là chị nào có bụng á, có bụng có ngực rồi mặc lên rất là thoải mái nha. Tím nha em Mai. 55.000 tím. Tím 55. Chốt tím giùm em. Dưới 62/3 cái em vừa tím.
tím dưới số 2 số 3 ký vườn. Màu này cho em màu kem. Con này nhau quần màu kem giùm em nè. Bông to. Số 2 số 3 ký vườn đầu vừa cho em mã kem lụa hàng không nhăn lẫn. Rồi kem. Quần là màu vàng chấm bi. Phối kem. Chốt kem giùm em 55.000. Chốt này mặc mùa này là mát. Tím với Trần Linh. Tím cho Ngọc Ngu Ngốc. Mấy cái tím. Tím cho Phương Nguyễn. Không, chị hỏi là bao bực bao nhiêu bộ tím. Đây nữa nè. 5 bộ, còn 2 người đúng không? Dạ. Tím cho Diễm My. Trời ơi, không thấy. Rồi kem đi cả nhà. 55.000 kem giùm em nè. Kem. Kem thì tuyết khoai hồ. 55.000 kem giùm ai nha, còn một bộ. Còn một kem. Màu nó nhu. Mã này kem vàng. Quần là bông vàng nè. Kem Trần Linh. Con này cho ai vàng nè. Dưới số 2 số 3 ký vườn. Mấy chị mấy bộ này mấy chị mua cho người lớn mình á. Ví dụ mình mặc không vừa, mình mua cho người lớn mặc vẫn đẹp nha. Mấy cô vải này mấy cô khoái lắm. Tại vì má ba mi em ở nhà là hốt 3-4 bộ này để mặc á. Mua. Mua trên mạng cho mấy không à. Vàng. Một bộ nhất vàng. Vàng giùm em. Màu này màu lá cẩm. Chốt em mã này mã lá cẩm. Trần Linh là 12 sản phẩm. Hôm nay á. Con này cho em mã lá cẩm nha. Trời hôm nay mua nhiều mà không có nhiêu tiền đâu. Thật sự luôn á. Hôm nay mua nhiều mà không nhiêu tiền đâu. Hôm nay toàn là sale rẻ không à. Rồi lá cẩm giùm em. Vàng cho Vĩnh My. Lá cẩm nè mấy chị nha. Nè cái bông nó nhìn duyên ghê. Đền đen bông tím áo tím. Lá lẩm hình tuệ mẫn. Ok chị. Còn bộ quần dài hôm mai. Bộ quần dài. Lá cẩm hết rồi. Hai sản phẩm trở lên đi đơn nha. Chị hình tuệ mẫn ơi. Tên đẹp quá. Con này cho mai trắng nha. À đùi hả. À cái này đùi 45 giùm em. Đùi 45. 45.000 con này trên mã đùi. Trắng. Áo trắng cùng màu vàng. Mã này cho em trắng nha. Lụa hình nó chỉ có. Nhưng mà lụa dài là không có nhiều đâu nha. Lụa đa số là lụa đùi với lửng không à. Cái đó là tôn. Rồi trắng 45k giùm ai nha. 45.000 cho em mã trắng. Trắng. Trắng nè. Trắng vàng hai màu. Cái quần nó giống vậy luôn. Có hai màu áo trắng và áo vàng nè. Quần của nó đây. Quần phông to chất đẹp. Túi cho mình trắng vàng. Tím để còn đi heo. Đi heo tím còn. Tím còn. Rồi trắng vàng cho em đi. Trần Linh nói đùi là đùi trắng đùi vàng. Đùi trắng đùi vàng hai màu. Đùi trắng cho Trần Linh nè. Heo lấy tím không. Ủa tím nãy đâu à? Nè tím lại còn nè cưng. Vàng cho chị Xuân Nguyễn. Tím lại còn lửng 55 nha. Rồi 45.000 cho em đùi tím. Em ngồi bán cả ngày hôm nay là coi như là toàn lỗ không á. Không có lời miếng nào đâu. Số 2, số 3 số đầu vừa cho em đùi tím 45k. Không biết nữa. Coi cô báo sao. Rồi đùi tím theo em nha. Đi heo tím lẫn hay gì? Tím hỏi. Tím hỏi hả? Hay là tím đùi? Đùi tím cho em mấy chị đùi tím. Màu này màu tím không? Màu lá cẩm chứ. Màu này màu lá cẩm chứ. Màu lá cẩm nè. Đẹp lắm. Còn 3 bộ đùi. Đùi tím cho em 45. Tím lẫn ok đi heo.
hình đâu. Có con này lụa đây đẹp nè. Ủa số mông dài chứ hả? Mông dài chứ. Không mà mình gọi dưới đây không? Mông dài em còn hàng nghiêm 115 mà chứ ơi. Hàng 115 mà. Con này cho mai nha. Cùng lụa hàng chính tốt. Lụa hàng không nhăn dùm em nha. Vải này vải không nhăn. Yêu siêu mềm luôn, chân viền ren nè. Chính tốt dùm em. Form này ôi. Form này nè, form này là 60 cái mét 6 nha. Dạ bánh bèo dễ thương lắm. Chính tốt. Sẽ tà hả? Sẽ tà có bộ màu bò đây nè. Sẽ tà nãy á, bộ nãy á. Đây. Cái này nè, xinh lắm. Rồi 60 cái mét 6 dùm em vừa mấy chị nha. Nó đau bụng quá ta. Đỏ, tím, hồng, xanh. Còn bao nhiêu tiền kìa. Đỏ, tím, hồng, xanh. Không nhớ giá luôn chị. Rồi 75. Đại đi. 75 nha. Tím cho Lâm Hồng Vương nè. Tím này đúng không Lâm Hồng Vương ơi. Tím lụa ha. 40 cái 60 cái mấy 6 vừa. Cổ bèo, cột dây trước. Ở dưới đây nó xòe nè. Luôn lắm nha. 60 cái mấy 6 quay đầu vừa cho em. Xanh, hồng, đỏ. Ok. Rồi 75 đi. À bộ này vừa bán 95 nè. Bộ này vừa bán 95 đó mấy chị ơi. Không dám la lớn luôn. La lớn là chị đại trên lòng xuống. Chính tốt nha, chính tốt. Tôi xếp mặt lên cưng xỉu luôn á. Còn mấy màu bà xảo luôn 75 nè. Thế ra có bộ này. Bộ này nè, hồi nãy nè. Hồi nãy có bộ màu bò á. Một bộ màu nâu đậm á. Màu nâu đậm á, màu sô-cô-la đó. Đó. Thế ra bộ này nè. 80 nha. 62, 63 cái lại vừa. 62, 63 lại vừa 80 con này nè. Bò. Bò và nâu hai màu. Bò nâu hai màu nè. Thế ra bò ngố. Còn hai màu bò nâu 80 nè. Hải Ngọc lấy nào Hải Ngọc ơi. Nè. Đỏ. Mọi người lấy nào mà chốt giùm em đỏ hồng xanh biển. Đỏ hồng xanh biển ba màu. Đỏ hồng xanh biển ba màu giùm em. Bò 80 cho Thùy Trâm nè. Bò là bò này. Rồi sẽ tà cẩm diệu nè. Hết nha. Đút thêm cái nha. Cam nhạt vàng hồng ba màu. Cam nhạt vàng hồng ba màu giùm em lụa. Lụa lửng. Lụa lửng lắm em con này lửng. Lụa lửng nè, phi size dưới 60kg vừa nè. Đẹp bắt Chanel. Chanel hoa trà nha. Rồi 40kg, 60kg mấy 6 đồ lại giúp em. Cam nhạt, hồng, vàng 65. 65 giùm ai cam nhạt, hồng, vàng ba màu. 65 cam nhạt hồng và vàng. 65 ngàn cho mọi người. Vàng cho xương. Vàng cho xương nè. Còn cam nhạt với hồng mà. Ủa cam nhạt giật nó rổ mà. Lấy cam nhạt với hồng luôn ha, Diệu ha. Còn hai màu lấy hết hai màu đi. La 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 together. Này là gì ạ? Nó là gì ạ? Sắp gì ạ? Lâm hồng.
nhiều nó hai màu nha. Rồi con này giùm em 55 nè, 55 không to nè mọi người. Con này không to nè, 55 thôi. Trời ơi, lộn, dài. Một đồng dài nha. Dài, dài 65 luôn đi. Dài 65. Không, cái này dài, dài nhỏ à. Dài này gài nút được. Nhưng mặt cầm đầu giống lẹ nha. Số lộn rồi. Chị 40kg cho tới 54kg vừa, 54-55kg vừa thôi. Nè, đồng dài. Nhớ này nó có đùi được á. Bốn qua đổi lên 54-55 kiểu đầu vừa cho em dài nè 65 con này giúp em đó. Ở trên đây là nó viền ren rồi gài nút cổ nè, dưới 55 kiểu em vừa dài 65k ha, dài dài nâu, dài cho cẩm diệu ok. Còn bộ nữa là cẩm diệu nè, còn bộ nha, dưới 55 kiểu nha, tình yêu là dưới 55 kiểu vừa. Hốt bộ này cho em may đi, dễ thương lắm. 55-56 kiểu đầu vừa giúp em. Con này dưới 55-56kg. 65.000 cho em mã 55-56kg. Còn một bộ. Dài luôn hả? Dài luôn mấy chị nha, dài nè. Dài này caro caro. 65.000 cho em mã dài kem. Kem nha. Kem giùm em nè, dưới 56kg giùm em vừa nè. Một kem. 65.000 cho em mã kem. Dài luôn quá. Nó cũng phải dài rồi. Rồi dài đúng luôn. Kem nè, tím nè. Quá trời quá đẹp. Tím, hồng, bi xanh, mặt người, mặt người nè, mặt người nha, mặt người giùm em nè. Này lên nhìn lạ lạ hay hay nè, cảm chịu kem. Giống như cái này tôi lên hàng cho xỉ lửa quá trời trời. Mặt người cho cảm chịu nè. Còn chấm bi, hồng, tím, kem. Chấm bi, hồng, tím và kem nè. Lụa hoạt hình bé kiếm mấy chị lụa hoạt hình coi. Hoạt hình á. Quá trời quá đất luôn mấy chị, có 65.000 xếp à. Cái giải của cái này á. Ừ đúng rồi, hoạt hình. Cảm dịu tím nè. Mấy vào rồi này. Ủa đó. Còn chấm bi hồng và kem ba màu. Lan dương xanh nè. Xanh cho lan dương, chấm bi xanh dễ thương lắm. Rồi lan dương xanh ok. Xíu nha. Lan dương xanh. Còn kem với hồng. Ở dưới đó là có lụa không? Dưới đây nè. Đó là tôn, đúng không? Tôn. Tôn. Con hàng ký gửi hàng của mình vậy ta? Rồi còn hồng. Hồng, còn hồng và... và kem. Còn hồng và kem. Đồ dài hiếm lắm. Đồ dài có hàng chính tóc thì có chứ đồ dài không có đâu em ơi. Chính tóc thì có chứ đồ dài không có đâu. Mặt hình gì đây?
Ờ, à, mấy cái bộ đùi với chính thức cho chị á. Này không vậy? Ờ, mà có chính thức không? Có luôn. Trang nào lấy hồng cho bác xuống thoại trang đào anh. Hồng đâu rồi? Trang nào lấy hồng cho bác xuống thoại 65 nghìn nè. Con này không nhỏ à. Đúng ai chứ. Con này nhỏ à. Con này 40kg tới 56kg vừa thôi. 40kg tới 56kg vừa. Vậy nhắn qua cho mày địa chỉ cho Lan Dương ơi. Nhắn liền cho mày cái địa chỉ nha. Nè. Tay cánh tiên, đùi. Trên 40 và dưới 56kg vừa, màu cam nhạt. Màu hồng. À rồi. Nhắn liền cho mày lại địa chỉ nha. Cái nào hồng nè. Con này là lụa. Lụa hàng không nhăn. 45. 45 luôn. À, cam nhạt, hồng phấn, hồng dâu, vàng, đỏ, xanh biển. Rồi vô đây màu 45. Trả luôn màu này 45 nè. Dưới 56kg cho mày vừa có túi nha. Lụa hàng không nhăn. Ok. Xanh biển cho Ngọc Nhẫn Nguyễn. Rồi dưới 56 vừa giùm em. Phải lụa siêu mềm. Eo ở đâu ở đâu? Eo ở đâu? Eo ở đâu ạ? 6kg đợi chị xíu qua hàng khác. Dễ thương lắm nha. Xanh hết rồi Tuyết Mai Hồ. Còn hồng cho chị Lan Phạm. Ok chị Lan Phạm hồng. Cam sữa vàng xanh biển cẩm diệu. Vàng. Cam sữa. Hết xanh biển. Vàng cam sữa cho cẩm diệu nè. Còn đỏ vàng hồng phấn. Hồng phấn cho Trang Đào nha. Trang Đào có hồng phấn nè. Ngọc Nhẫn Nguyễn là có màu xanh biển rồi. Lấy thêm vàng đúng không? Vàng cho Ngọc Nhẫn Nguyễn nè. Còn đỏ Trang Đào. Lấy đỏ được không? Lấy màu đỏ được không nè? Lấy màu đỏ được không nè? Đỏ 45. Nguyên bộ luôn. Còn đỏ nha. Lấy đỏ đi, đỏ đô. Em có hồng phấn á. Giờ lấy đỏ được không? Bộ này hả? Bộ này là phấn to. Cho nên 55 ngàn nha mấy chị. Bộ này phấn to cho nên nó 55 nha. Em bán 67 nè. 67 còn 55 nha. Ủa? Các bạn còn 55 bộ này. Ok ok rồi. Mấy còn đỏ đô ha. Thì nếu lấy đỏ đô cũng mới đỏ đô giùm em. Nè. Đây, quần có túi cho mình ha, quần có túi cho mình nè. Con này là dưới 60kg giùm em vừa to nè. Con này to, dưới 60kg vừa 55 giùm em nha. Vải là lụa hàng không nhăn. Mặc xong là dục máy giặt vô, máy giặt thoải mái, không cần phải sợ là giặt một hai nước cái nó xuống vải không mặc được nữa, không có đâu. Bạn này bên nhà mai là bao xịn cho mấy chị đúng không? 55. Dưới 60kg, 62kg độ lại vừa cho em nè. 60-62kg bắt đầu vừa. Này đẹp lắm. Tay viền ren, cổ có hai nút. Có màu vàng, màu xanh, màu hồng, ba màu. Vàng, xanh và hồng. Vàng cho Sương Nguyễn ok. Còn xanh và hồng nha, còn xanh ngọc với hồng. Sẽ tài gì lấy tình? Bà bị ám ảnh sẽ tài hả? Dạ bà sẽ tà hả? Còn xanh ngọc với hồng 55. 62kg bắt đầu vừa. Thêm hồng cho Sương. Hải Ngọc không lấy này hả? Hoặc hình này Hải Ngọc. Còn xanh. Còn xanh nè. Viền ren đẹp lắm. Con này viền ren đẹp lắm. Viền ren.
nó còn xanh nha. Bạn quay này. Cái lá xanh chút xanh giùm em. Má cái màu đậu đô và cam. Xanh đây gì Mận Nguyễn. Mận Nguyễn có xanh. Cánh tiên ha. Cánh tiên có cánh tiên. Cánh tiên này nha. Cánh tiên này mét 6 là 60kg với mét 6 là 57kg ha. Mét 6 là 60kg với mét 6 là 57kg có hai màu. Đỏ đô và cam. Đỏ đô và cam tươi. Mét 6 60kg. Chứ mét 6 là 57, 58kg mới đầu vườn. Con này là ngực. Thoải mái luôn. Cánh to dùm anh nha. Cánh tiên viền ren xịn. 55. Tôm nè. Đó. Áo rộng rãi thoải mái nè. Viền ren đẹp lắm. Này con vườn vừa vặn. Đỏ đô cho Hải Ngọc ok. Còn cam. Không, may là bột chua hả? Ngực 90 hả? Vừa. Ngực 90 vừa nha. Trời ơi, thoải mái. Bán này mai cam. Cam cái gì Mận Nguyễn? Mưa luôn. Chết, chết, chết. Mẹ phơi đồ chở nó ơi. Mẹ phơi đồ chở nó ngoài, ngoài. Mở cửa ra lấy vô từ từ nha. Mấy tối không trời. Biến, 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 chạy lên, chạy lên. Chạy lên, lấy đồ phụ đi, biến. Chạy lên, lấy đồ phụ. Đây, biến. Nó lấy tấm trắng cho ta chưa? Mày lấy hết chưa? Nhớ nha. Đồ vẽ cho bé 9 tuổi không hả chị? Em có áo thun mà. Pyjama giùm em. Pyjama, pyjama. Pyjama mấy chị nha, 57kg đồ lại vừa. 57kg quay đầu vừa cho em pyjama nè. Trên 40. Và dưới 56, 57kg nha. Đây. Con này pyjama. Pyjama đùi. Rồi 55.000 có màu đỏ, màu xanh đen, màu kem, màu xanh biển, 4 màu. 55 giùm em nè, xanh biển nè. Kem nè, xanh đen và đỏ đô. Dưới 56, 57kg vừa nha. Ngực này là 100 vừa luôn á. Con này nè, thoải mái. 57kg quay đầu vừa đen, đỏ đô. Xanh nào Xuân ơi? Trần Linh nó mất tiêu rồi ta. Trời ơi. Tao bán 100 ngàn đó mày. Chó lẻ. Ai mà phá gì chó nè, đi đi. Cái xanh nào? Xanh đen, xanh biển, kem, đỏ, 4 màu. Xanh biển cho Xuân Nguyễn ok. Trang đào đỏ đô ok nè. Hết xanh biển. Cái đăng xanh đen ha. Còn màu kem. Đây nào có đỏ đô nha. Trung niên. Trung niên hả Hải Ngọc? Trung niên hả? Trung niên là có mẫu cánh tiên hồi nãy không à. Còn màu kem. Đây còn pyjama kem nè. Vải nó dày lắm, siêu dày luôn. 55.000 kem mã kem. Đây còn kem nha. Để tao lấy kem đi, không lấy xanh đen, ok. Ok, ok. Lộ quần dài tay dài không. Khả Nhi. Kem. Kem cho bé Tam, còn xanh đen, đưa chị xanh đen đi. Chị Lan Phạm bé xanh đen giùm em đủ mỡ. Khả Nhi hết kem, hết xanh biển đúng không chị? Em qua xanh đen à. 55.000 giùm em. Chốt là bao xịn sò nha. Trời ơi, cái màu xanh đen nó đẹp. Đẹp xỉu luôn. Xanh đen là lên tôn da cực kỳ. Em thật lô nào mà về mà có xanh đen là cháy hàng hết. Pyjama xanh đen này cháy hàng luôn á. Còn xanh đen à. 55 xanh đen giùm em ơi ạ.
Con này có vàng với hồng. 55 luôn nha mọi người. Trả như đá xanh đen cho Mai số điện thoại chứ ơi. Trả đá xanh đen cho Mai số điện thoại á. Rồi con này cho em nè, túi nha. Túi sau cho mình luôn. Hoặc hình. Vi size dưới 6, dưới 57, 58 cái bắt đầu vừa cho em. Dưới 57 cái cho em vừa nha. Rồi 55k. Dễ thương ghê chưa. Vàng hồng 55 giùm em vàng hồng hai màu. Dưới 57kg vừa. Dạ. Cả Nhi xanh đen ok. Anh tập hợp cho đi đơn cho chị. Rồi 55 ngày cho em mã vàng và mã hồng. Dưới 57kg giùm em vừa nha. Lụa hàng không nha. Rất là bao xịn. Đây. Đó, vải đẹp lắm. Trang đào vàng ok. Còn màu hồng. Hồng Mickey nè mọi người. Cảm nhiều hết vàng rồi. Còn hồng Mickey. Hồng như Lan Phạm ok chị. Lan Phạm có hồng. Con này ra mai mã caro nha. Mã caro giùm em, mã caro. Caro giùm mai nha. 58 cái quay đầu vừa. 57, 58 cái mấy 6 quay đầu vừa giùm em nè, caro. Rồi con này cho mã caro nha. 58 cái quay đầu vừa cho mã caro, còn đúng một bộ duy nhất. Free size. Trên 40 và dưới 57, 58 cái đồ này vừa cho em mai nè. Cổ viền bèo nha. Caro còn đúng một bộ 55. Caro cho Lan Dương. Chị Pizama còn bộ xanh đen nè, có lấy xanh đen không ạ? Tốt nè mấy chị ơi. Pizama còn bộ xanh đen nè. Cho lấy xanh đen không ạ? Mấy còn bộ Pizama xanh đen nha. Caro mới hết rồi. Chị Mận Nguyễn bé chị 9 tuổi hả? 9 tuổi mới mặc cái đồ này là mát rồi chị. 9 tuổi cho bé mở này mát nè, trang đào xanh đen nè. Con này cho em dưới 60kg vừa nha, 40kg, 60kg vừa cho em mã vàng. Cái đôi vàng cho Cẩm Diệu ok. Cẩm Diệu vàng. Lụa qua nhà Mai là không đẹp, không lấy tiền luôn á, vải đẹp lắm. Oh, quyên một cọc đủ màu nha. Con này viên cọc đủ màu luôn nè mọi người. Hình dễ thương ghê chưa. Hoặc hình dễ thương cực kỳ luôn nè. Hoặc hình dễ thương cực kỳ luôn á. Form này 40kg tới 56kg vừa thôi. Trên 40 và dưới 56kg vừa cho em 55k nha. Cổ viền bèo. Trên 40kg và dưới 56kg vừa. Tay viền bèo giùm em nha. Rồi em có màu xanh ngọc. Dưới 56kg ok. Rồi xanh ngọc, xanh đen, cam nhạt, hồng dâu, xanh biển, đỏ đô. Rồi hết màu. Hết màu nha, 55, đỏ đô, xanh biển, cam nhạt, hồng dâu, xanh đen, xanh ngọc. 55 dưới 56kg. Cái này là gài nút được nha. Nhưng mà cái này em mặc chồng đầu cho nó lẹ. Nút này mở gài được. Nút này mở được nha. Nút này có nút. Dễ thương ghê chưa. Xanh ngọc hồng dâu cho Khả Nhi nè. Hồng dâu xanh ngọc cho Khả Nhi. Xanh ngọc cho Ngọc Nhẫn Nguyễn. Rồi xanh đen nè mọi người. Trên 40 và dưới 56kg giùm em. 56, 57kg qua đầu vừa em ơi. Hồng dâu Khả Nhi có. Xanh xanh ngọc với hồng dâu gì có rồi chị. Chị có hai màu nha. Bạn đây cho em xanh đen. Xanh đen giùm em ơi ạ. Chỗ xanh đen giùm em nha cả nhà. Xanh đen, xanh ngọc, hồng phấn và cam. Ok chị. Hồng phấn nè.
Đây cam nhạt nè. Màu này dễ thương lắm, nhẹ nhàng. Nó vậy mà lẫn không hả? Chín tóc à, chín tóc nha. Đi qua chín tóc thử coi. Một mẫu của nó nha, cục chung nha. Chín tóc không? Ôi trời ơi, chín tóc. Chính thức cho mày 75 nha. Không cho chị. Không cho chị là cái gì chị? Lan Phạm. Là sao chị? Phát riêng có nón không dài. Quần là chính thức nè. Chính thức giùm em nha, quần chính thức. Con này là phi size dưới 58kg, 57kg rồi lại vừa. 57kg quay đầu vừa với em Mai nè. Dễ thương lắm. Cái cổ là cổ sen như thế này. Có nhỏ nó hơn như hết rồi phải không ta? Qua hàng Nguyễn lấy không? Dạ. Có zin đó. Rồi 75 cho em con này nha. Đồ hàng không nhân 75. Ngọc ngu ngốc, Ngọc ngốc là em vừa đó. Trời ơi, dễ thương lắm mấy chị ơi. Bánh bèo. Nè, thoải mái gì mấy. Chính tức. Quần chính tức. Không ai bán bộ này cho mấy chị 75 nghìn đâu. Giá em nhập rồi. 75 nghìn là giá em nhập rồi đó mọi người. Chị nhận được 3 áo để bán em. Dạ em cảm ơn chị cảm phục. Trời, hồi bữa chứ cho em lộn số điện thoại. Đẹp không? Quá trời luôn thiệt á. Cô bông hồng à. Rồi hết nha. Con bộ à. Ai à? Chính thức cho em Mai. 60kg quay đầu vừa cho em con này mã vàng. Caro vàng tay cánh tiên. Đây. Rồi vàng cho Mai nha. Dưới 60kg cho em vừa nè. Ờ, khoác có nó thì hết, nhưng mà mấy cái mà mới á, chị chưa có khui ra, không biết là còn không. Ý là mấy mẫu hôm qua chị like rồi thì đã hết rồi. Còn một còn khoảng hơn 100 hàng á, là chị chưa có khui, không biết còn nón ở trong đó không nữa. Rồi vàng cho Mai nha, dưới 60kg vừa. 75 ngàn cho Mai vàng, chứ mấy mẫu hôm qua like hết rồi. Like là bán hết rồi đó. Vàng cho Mai. Vàng 60kg nè, chính thức nè. Cái set này mặc lên cái nó lửng lửng quần lửng lửng nhìn dễ thương lắm. Nhìn rất là sang nha. Vàng 75 ngàn thôi, 75 nguyên set. Trời ơi, cái vải nó đẹp lắm mấy chị ơi nè, nhìn giúp em nè. Vải nó đã lắm, không nhăn. Hello Cẩm Tú. Like sau quá, con bé kia nó chốt. Nó coi lại like nó chốt. Vải này cho em là màu quần chính tốt. Hello Thu Ngân, lâu quá không gặp em luôn. 75 ngàn, quần chính tốt. Bộ mặt hết rồi, còn mấy cái khác nè. Rồi con này cho em là màu hồng nu. Hồng nu giùm em nha, dưới 57kg vừa cánh tiên. Con này dưới 57kg vừa cánh tiên em hồng nu. Rồi 75 ngàn cho em mã hồng nu nè. Đẹp lắm mấy chị nha, phôm nè. Hàng này là vải lụa không nhăn. Dưới 57kg vừa cho em mã hồng nu. Pyjama satin. Ủa lộn, pyjama lụa. Pyjama lụa. Quần này là quần dài nhé. Con này là quần dài, pyjama lụa, quần dài 75 luôn. Nu cho chị Mận Nguyễn. Phôm này dưới 60kg vừa cho em mã xanh ngọc. Dưới 60kg cho em vừa mã xanh ngọc.
cổ viền ren nè, cổ viền ren, túi viền ren, nha tay viền ren luôn, dưới 60kg vừa không to. 75k cho em xanh ngọc nha, lụa vải bao dày xịn, dài xanh ngọc dài. Dạ. Bé nhân viên đã nhắn tin đó chị, nó gọi quá trời luôn mà gọi lên nghe số luôn máy cái tắt, nghe số luôn máy tắt, chẳng thà trả lời em ơi lộn số cho người ta đi, trời ơi nó làm mà nổi điên, chẳng thà nghe máy ơi em ơi lộn số rồi, chị không phải cẩm phụng nha, chị không phải đặt đồ gì hết nha, chị ơi lộn số rồi, đằng này ha nghe số luôn máy tắt mà bắt máy mà bắt máy nha. Ê xanh ngọc đẹp quá mọi người, Bisama rồi quần dài giúp em luôn, đỏ đô nè, dưới 60kg giùm em vừa, đỏ đô giùm em, Bisama lụa hàng không nhăn, con này cho em mã đỏ 75.000, 75.000 cho em mã đỏ, đỏ đô 75. Rồi xanh ngọc đỏ đô, cam đốc, sọc cam, sọc cam là chính tất nha, sọc cam là chính tất, sọc cam con mèo nè, sọc cam con mèo, sọc cam chính tất nha, dưới 56kg cho em vừa, 4 có độ lên 56kg đầu vừa cho em chính tất. Tay cánh tiên nha, rồi dưới 56kg vừa cho em mã chính tất cam, chính lên mã sọc cam, trên 40kg và dưới 56kg vừa cho em mã sọc cam. Trên 40 và dưới 56kg vừa sọc cam giùm em. Sọc cam ạ. À. Chính tất sọc cam. Bộ mặt hả hết rồi Thảo ơi. Có nhiều mẫu cũng heo heo đẹp đẹp lắm vậy mà. Rồi chính tất giùm em nha, mã bông. Bông đen giùm em là bông bông đen nè. Dưới 56kg vừa cho em mã bông đen. Nguyên một bông luôn ha, tay cánh tiên. Tay phải cánh tiên giùm ai nha. Rồi bông đen. 75.000 giùm ai bông đen. Bông đen này. Đỏ mồm. Mã này cho em kem ạ. À. Chính tất giùm em nha, chính tất giùm em với chị nha, chính tất hoạt hình. Chính tất hoạt hình sáng nách nè. Con này dưới 56kg giùm em vừa, rồi mã kem. Kem giùm em nha, kem dưới 56kg vừa. 56kg bắt đầu vừa cho em mã kem đó chị nha, rất là xinh luôn. Chốt kem giùm em ạ. Kem da cảm dịu. Con này có cam. À khác nhau nha. Một cái là hoạt hình, một cái là caro. Con này đẹp nè. Nè mấy chị đẹp ơi, chính tóc nha. Chính tóc giùm em nè, siêu xinh luôn, cổ vuông. Dưới dưới 56 57kg giùm em vừa nè. Đẹp lắm, cổ vuông. Cổ vuông nè. Cổ viền đen, gài nút, tay cánh tiên, tay con. 57kg độ lại vừa cho em mã cam. Caro cam nha. Cái này đẹp lắm. Đẹp quá ai nè. Cam. Cảm dịu cam nè. Rất là bao xịn sò luôn mọi người. Hồng. Hồng giùm em 60kg quay đầu vừa cho em mã hồng. Dưới 60kg vừa con này cho em mã hồng. Dưới 60kg vừa em nha, caro hồng. Trên 45 và dưới 60kg vừa. Trên 45 và dưới 60kg vừa, hồng giùm em hồng. Con này to hơn nè. Hồng nha. Hồng giùm em ai ạ. Lụa đẹp. Sao không bộ nào 60kg vậy chị. Hồng hồng. Hồng cho cảm dịu. Con này có màu cam nhạt với màu xanh ngọc.
chính thức. Chính thức nha mọi người. Nè, 62 kg đồ lại vừa, 62, 63 cái quay đầu vừa nè. Đó, 62, 63 lại vừa nè, xanh ngọc. Trên 45 và 92, 63 cái vừa, xanh ngọc và cam nhạc. Cam nhạc Hello Kitty. Cái này dễ thương nè, ngọc vuông ốc. Này đẹp nè em. Út lẹ em. Út lẹ em. Bông này 62, 63 cái đồ lại. Út lẹ đi em ơi. Xanh ngọc, ngọc cũng ok. Còn màu cam nhạc. Còn có xanh ngọc. Còn cam nhạc. Có bộ quần đùi dập ly không may? Dạ không. Hàng đó nó không có sale chị ơi, nó có hàng nghiêm. Nó có hàng nghiêm giá cao à. Rồi em còn cam nhạc nè. Có hai bộ đi gái ơi. Hello Kitty. Dễ thương lắm nha, 75 ngàn thôi. 62 cái bắt đầu vừa cho em màu cam nhạc. Rồi cam nhạc giùm em. Con to chất là chất không đẹp, chất bao ghiền luôn. Chất là bao ghiền nha, mặt là ghiền. Mặt là ghiền. Lộ với con thái bên mai là mặt là ghiền. Tiếp không? Lên gì nữa đây? Còn gì chưa bóc? Ngố đi. Ngố đi này. Ngố đi này. Cái ngố giùm em. Quần có Lâm Thái. Form này trên 45 và dưới 65 96 giùm em vừa nha. À, quần màu áo hình. Trên 45 và dưới 65 96 quay đầu giúp em vừa. Rồi, mẫu này nha. 95 xả 75, em còn đỏ. Đỏ hồng cam ba màu. 95 xả 75 đỏ hồng cam nhanh nha mấy chị ơi. Có mấy mẫu, mấy bộ à. Hồng nè, cam nè. Đỏ hồng cam, nhịp giòn. Cam giùm em đỏ hồng cam 75k. Trên 45 và dưới 65 cm6 giùm em. Ô tâm thái nha mấy chị nha, đằng sau nè, đằng trước nè, còn mấy bộ thôi. 75.000. Đỏ hồng và cam. Màu cam đi ạ. Cam cho Lan Phạm. Ok chị ấy. Xả kho mấy chị ơi. Rồi hồng, cái con này hồng. Hồng nè. Xả kho đi mấy chị ơi, sỉ hốt cho thùng hốt đi sỉ. Quá rẻ luôn. Đây Phạm đội đỏ nè. Đội đỏ. Rồi đỏ, hồng và cam giùm em ba màu. Trên 45 và dưới 65 kg6 nha. Qua cái gì mấy chị? Em có khoác nè, khoác zin nè. Nó khoác zin không? Khoác zin. Satin đùi. Rồi khoác zin với satin đùi á. Đúng cái gì cậu áo đó kìa. Áo giấy. Khoác zin với satin đùi. Mọi người. Áo em còn 3 màu. Màu cam còn có 1 cái à. Áo này trên mai nha, áo này 65kg vừa luôn á chị. Con này cô tông giấy. Vải siêu đẹp. Con này cô tông giấy giùm em nha. Form này giống như tay cánh dơ vậy. Xả 25. Xả 25 ngàn nè mấy chị đẹp ơi. Nè.
chất vải mặc rất là thích luôn nha. Tuy size dưới 65kg cho em vừa. Xả 25.000. 25.000 xanh cam vàng ba màu đi, cam còn con cái à. Xả luôn 25.000 con này nha. Mua mặt để mấy chị mát lắm. Con giấy mặt rất là mát nè, chất co giãn mềm nè. Tuy size dưới 65kg cho em vừa. 25.000 một cái. Màu xanh, màu vàng, sọc vàng, màu cam đất. Đó là chị Chi Nguyễn. Ok, đi heo đợi chị xíu. Cam Lam Nguyễn cam xanh. Lam Nguyễn cam nè. Xanh nè. Còn hai màu cam và xanh thôi. Xả luôn 25.000 cho mấy chị nè. À, còn vàng với cam, à, vàng với xanh, em nhầm, còn vàng với xanh. Vàng là hoa văn Burberry, sọc vô sáp mấy chị nha, đẹp lắm. Vàng thì chị Nguyễn nè. 25.000 phía size dưới 65kg cho em vừa. Cô tông giấy mặt siêu mát luôn. Còn xanh với vàng. Chế này sáu 65kg mặt đẹp lắm nha, ôm. Cô tông giấy ôm dùm em Mai ha. Cao đẹp, hết cam. Còn xanh vàng à. Vàng với Huỳnh Ngân. Huỳnh Ngân vàng ok. Chốt nghe mấy chị á, xanh với vàng còn hai màu. Mấy đầy bé 8 năm à? Yeah. Vàng nè. Trời ơi, có 25.000 cái mấy xả. Mấy xả lỗ luôn á mấy chị. Tại vì còn mấy cái à. Giá là ăn bánh ủng hộ em với. Con này cho mẹ loại vàng 65kg bắt đầu vừa giúp em. Còn vàng nha, sọc vàng đẹp. Xá như vậy mà còn rớt lại nữa trời. Bộ này còn không? Xanh đây chị mát mai bùi xanh. Ok chị ấy. Lấy vàng luôn chế ơi. 25.000 cái à. Chín tóc, chín tóc. Chín tóc đây. Lên gì nữa đây? Lộn trộn hả? Con nghĩ gì vậy? Chín tóc nè. Hồi nãy chị nói chị lên gì qua rồi. Ta tin đùi phải không? Ta tin đùi nè. Em nhỏ quá chị. Từ, cứ bình tĩnh. Ý là nhỏ ngọn qua một bên á. Ngộ đùa nãy đâu ra ta? Bán mua đúng rồi sao? Sữa tắm không trắng 55.000 cho 10. Sữa tắm không trắng 55.
này chắc satin nha. Con này chắc chắc satin nha mấy chị, vải đẹp lắm. 40kg 60kg vừa. Rồi. 40kg 60kg vừa giùm em nha. Chất satin nha. 60. Ok Thùy Trâm nè. Bốn cái độ len 60 bắt đầu của em 60. Con em có đỏ đô. Đỏ đô, xanh đen, xanh biển, xanh rêu, vàng, hồng nhạt, ngọc. Xanh da trời, lá cẩm. Quá trời màu. Dưới 60kg cho em vừa. Dưới 60kg cho em vừa nha. Không có Nguyễn Nguyễn. À đồ nam á hả? Con này satin nó chất đẹp lắm, chất mở nhà là bao mát rủ. Áo nam được không? Còn áo nam á. Ờ áo nam không to. Bày cho bà chiến trường. Sáu chục ký à Phương ơi, dưới 60kg vừa Phương. Lụa cánh tiên lẫn đó chị cho mẹ. Lụa cánh tiên lẫn hả? Không, ở trong góc đất mình còn lụa mà là thun không à. Cái gì? Góc tường á. Dưới đây nè. Đó đúng hả? Áo lụa dài. Lụa mà vừa lụa về đợt trước cái này nữa. Phải. Không biết còn hàng không nha, thiệt á. Ngày đầu trước rồi lên lầu hết rồi. Nãy giờ lâu mới xuống hết rồi. Ở bạc trong Phương ok. Áo nam còn như đây à mấy chị, lên đó nam nha, có mấy cái à, ít à. Áo nam dạng này nè, phân to nè. Đó, 65-70kg vừa nè. 65-70kg vừa con này. Cái vừa con này nhá. Đây là phong to. 50. Hàng thương hiệu xịn sò đó mấy chị ơi. Nè. Nhìn cái mặt giúp em nè, hàng Max nè. Thương hiệu nè. Thương hiệu của Max nè. Đẹp lắm, xịn lắm. 50.000. Xả 50.000.
Chị Chi Nguyễn đỏ ok chị. Đỏ áo hả chị ha? Con này bị trùng màu nhiều. Em còn đa số là form dưới 70kg à. Bên em xả nè. Chị Chi Nguyễn đỏ nè. Còn đa số form dưới 70kg vừa thôi. Xả luôn 50. Hàng xịn không có mấy chị. Có size lớn nữa. Chuẩn bị lên nè Mỹ Mỹ. Rồi 65-70kg đồ lại vừa giúp em Mai nha. Con này cho em mã số 2 nè. 65-70kg đồ lại vừa, con này cho em mã 2. Từ 60-70kg vừa thoải mái á. Dưới 70kg vừa nè. Cái này cao cao 72kg vẫn. Ông xã mà con đi. Đấy. Còn nhiều màu. Xanh đen nè Phương, xanh đen nè. Xanh coban, xanh rêu, vàng, hồng, ngọc, biển và lá cẩm. Đó, lá cẩm, ngọc. Ấy lộn, biển nè. Được không? Biển nè, ngọc nè, hồng nè, vàng nè, rêu, xanh coban, xanh đen. Xanh đen cho Phương Nguyễn ok. Mẹ trên nào mẹ bác xong. Cho nhà con. Cái gì? Hôm nay dây mã số 2 nha. Mã số 2 giùm em nha, 50. Đằng sau. Đằng trước. Dưới 70kg vừa nè, 70-72kg vừa rồi vừa cho em mã số 2. Đỏ 2 nè. Cô tông mạc thái 75kg lại vừa, con này cho em mã số 3. 75kg nha, size lớn nè. 75kg vừa cho em con này mã số 3. Số 3 giùm em nha, 50. Xả luôn. Số 3, 50. Còn đỏ với trắng không à. 70kg quay đầu vừa cho em mã số 4. Dưới 70kg vừa, con này cho em mã số 4 nè. Dưới 70kg vừa nha, cho em mã số 4. Bảy mươi lăm kg lại vừa cho em mã số 5. 75kg vừa là vừa, con này cho em mã 5. Thôi, bà hỏi sao bà không lựa nha. Qua đi. Áo nữ nha, áo không nữ đâu. À đây. Rồi thun đi. Thun nữ đây mấy chị đẹp. Công nhận cái bộ mặt nó mát dễ sợ luôn. Đỏ của Phương Nguyễn không? Ấy da đủ má mày, trời ơi mày trúng cái đầu cho mày. Anh 8 đơn nha chị. Hả? Anh 8 đơn. À đúng rồi. Lúc cái đầu với mày ngồi đi cho đã. Đầu ngu. Không thấy được luôn hả? Đầu ngu. Cắt mắt đi quá trời trời. Rồi 45.000 cho em nha mấy chị. 45 nè. Form này là trên 40kg và dưới 57kg vừa. Body. Trên 40kg và dưới 57kg vừa. Em cổ sọc Burberry. Viền rất là đẹp nha. Rồi chốt cho em mã này là mã tím. 57kg loại vừa cho em mã tím. Tím giùm Mai nha mấy chị.
đây hơi bị xịn nha. Rồi 57 cái quay đầu vừa giùm em. Con này cho em mã hồng. Cổ viền nè, à, trên vai viền Burberry. Hello con ở đây nha. Dưới 57 kg vừa hồng, tím. Hai màu. Hồng tím hai màu giùm em ạ. 45k hồng tím. Để con lấy đồ vô là hả? Dịch. Đâu ai muốn vậy đâu. À, tím hồng giùm em. Có vàng nữa nha. Có vàng, có xám nữa nè. Còn mỗi này còn nhiều mà. Tím hồng vàng xám. Trên 40 và dưới 57 kg vừa. Cái này là dạng body rip đấy chị nha. Vải nó siêu giãn luôn á. Siêu giãn, siêu mềm nè. Cái này vải body rip nè. Ôm 40 kg vẫn ôm và 56, 57 kg vẫn ôm giùm em nha. Tím, vàng, xám, hồng. Vàng nè mấy chị. Mọi người ơi, lên cái gì đây mọi người. Em cũng biết là gì nó luôn á. Lên xuống lại xíu nha, xíu quay lại. Sao vậy? Đau bụng. Lên xuống lại xíu nha. Xíu em lên lại. Những thanh xám ok nè. Đợi xíu soạn hàng cái nè. Đợi xíu soạn hàng xong lên lại nha mọi người.